Ôi vui quá xá là vui, đàn trai bên gái ai nấy cũng đi. Ê, chị gì ơi? Ôi trời, chị Thu đây sao? Trời ơi, mà nay đi đâu mặc đồ đẹp quá vậy? Em không nhớ gì sao hả Phú? Dạ không. Bữa nay đám cưới bé Thảo. Trời ơi, nó mời hết nguyên cả xóm của mình. Dạ anh nay chị lộn ngại rồi, tuần sau mà nguyên xóm mình bữa nay với em nè, đi nghe chuyên đề về cái vụ án nước đó, cho ngập mặn tương lai tới đây nè, lo về sử dụng nước nè, chị không lo, giờ chị thay đồ đi đó. Chị Thu nè, anh chưa kỹ sư. Trời ơi, mặt đẹp vậy. Trời, đám cưới bé Thảo. Đám cưới bé Thảo mời hết nguyên cái xóm mình có mời chú sao? Đó, thấy chưa? Còn gì, thấy từ xa em thấy trời nó đỏ rực. Đang bàn với chị Phú về cái chuyện mà tuyên truyền bà con nông dân chuẩn bị xuống giống đông xuân, nhưng mà em lại nhìn chị mặc bộ đồ này, bộ lại kết nạp chị vô cái bộ đội tuyên truyền đó. À, mà chị mà mặc cái bộ đồ này đầu tiên chưa biết nội dung là người ta đã ra rồi đó, gây chú ý rồi đó. Một nhưng mà bây giờ vậy nè, muốn đi tuyên truyền thì bây giờ là em đang cùng với chị Phú bàn bạc lại mấy cái kỹ thuật để phổ biến cho bà con nông dân. Chị ở đây chị đứng chị nghe luôn đi. Vụ lúa đông xuân là cái vụ chính vụ, thì bây giờ mình phải nên tuyên truyền với bà con là nên làm cái kỹ thuật canh tác vụ đông xuân một cách là vừa giảm cái chi phí nhưng mà vẫn đảm bảo năng suất. Trong đó có cái việc là quản lý nước. Khi trước khi gieo xạ đó thì mình làm đất bằng phẳng, rồi mình rút nước ra để mình gieo xạ, rồi sau đó mình cho nước vô để mình ém cỏ. Đó là chuyện thứ nhất. Cái nước nó cần nữa ở cái giai đoạn á là bắt đầu làm đồng trổ bông cho đến mà nó thu hoạch. Thu hoạch được. Nhưng mà trước thu hoạch thì mình cũng phải ngăn cái nước nó vô giữ đất thu để cho mấy cày rồi nó vô nó thu. Như vậy là mình tiết kiệm được mấy đoạn rồi đúng không? Cái giai đoạn để nhánh thì hồi đó giờ bà con mình cứ nói là quản lý nước bằng cách tưới khô xen kẽ. Dễ lắm, mình cứ cho nước nó vô ngập từ 3 đến 5cm rồi tự cho để nó khô hạn đi. Rồi cho nó nước trong chim thì mình cho nước vô lại, nước vô lại đúng không? Tại vì khi mình cho nước vô để mình bón phân, để cho cây lúa hấp thụ cái phân bón. Còn nếu trong điều kiện mình không nước ra, mình cứ để ngập tràn, thì giai đoạn bắt đầu lúa để nhánh nó bù vàng cũng còn vậy, nó lên nó phá tiếp. Mình áp dụng thêm cái biện pháp 1:5 giảm, trong đó có cái giảm nước. Chị thấy không? Nước rất quan trọng. Tóm lại là mình quản lý nước một cách hợp lý, mình giảm cái rủi ro hạn mặn nó xâm nhập. Rồi thí dụ như mà bà con mà ở gần ven biển đó, rồi thì rồi người ta sẽ nước nó ngập lên, rồi người ta phải xử lý bằng cách nào? Câu này cũng là cái câu tình huống, nhưng ở trong cái vụ đông xuân này, cơ quan chức năng người ta cũng khuyến cáo bà con nên xuống giống sớm hơn một chút để mình tránh cái cuối vụ nó không bị hạn mặn. Nếu tình huống đó xảy ra bất khả kháng thì mình lưu ý nè, ở trong cái giai đoạn mạ và giai đoạn bắt đầu lúa trổ, lấy cái nước mặn đó tưới thì chăm chế thôi, thì nước mặn đó phải dưới 1/1000, không là nó chết hết. Còn thứ hai, trong giai đoạn để nhánh thì cũng dùng cái nước mặn đó để làm cho nó có cái nước để nó cứu nó trong giai đoạn thôi, thì cũng dưới hoặc là 2/1000 là được rồi. Nhưng mà rõ ràng cách đó rất nguy hiểm. Do đó bà con phải áp dụng 1:5 giảm, trong đó có giảm nước ngay từ đầu vụ. Thứ hai, mình bổ phun vô cái phân hữu cơ để giúp cho cây nó bền, nó khỏe, cái chất hữu cơ nó giữ cái đất lại, giữ nước lại khi mình bón phân hóa học. Chính đúng không? Rồi. Những ý như vậy sẽ được viết ra từ một cái tờ với mặt cáo này đi tuyên truyền. Hiện nay là chúng ta đang phải đối mặt với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, và nước không phải là tài nguyên vô tận như trước đây chúng ta vẫn nghĩ, nhất là trong sản xuất vụ đông xuân năm nay. Ngoài việc chọn giống ngắn ngày nè, rồi cần đẩy sớm thời vụ gieo xạ của mùa đông xuân để mà giảm thời gian sản xuất lúa trên đồng ruộng, để mà tránh tác động của hạn hán và xâm nhập mặn, thì bà con cần phải chú ý đó là tiết kiệm nước nha. Áp dụng kỹ thuật 1:5 giảm kết hợp tưới nước theo phương pháp là ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa là một cách mà người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng để mà ứng phó với biến đổi khí hậu như hiện nay. Không chỉ giảm thất thoát nước mà còn giảm được lượng phân bón nè, thuốc hóa học nè. Như thế thì bà con mình mới tiết kiệm được nguồn nước ngọt trước tình trạng hạn mặn thì rất phức tạp như hiện nay nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Nghe trẻ khuyến mãi, đồng đủ chúng to khỏi lo cỏ ốc. Giải nhất siêu xịn là chiếc e-black. Quá đã, quá đã. Giải nhì hấp dẫn với chiếc TV Samsung. Xin vô quảng mái chính là giải ba. Chính giải thế à. Hàng ngàn giải thưởng là gối vô liếc nổi danh trị ốc đây. Đồng đủ chúng to khỏi lo cỏ ốc. Cỏ đầy đồng tính sao giờ đây anh em chớ lo đây.
yêu đương. Giờ có ADC chú khỏi lo có mập. Diệt mầm 360EC, công thức cải tiến, hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm, không sợ mưa sao phun. Bảo vệ mầm lúa, dứt nỗi lo chết vụn. Nông hội nhóm, nông nghiệp, tiến lên những bờ.